Tại vì mình thấy thế này, chị Đại vô cùng gian xảo ở cái chỗ gì? Đưa thông tin cho Samina nổ. Nào là du thuyền, nào là gì? Siêu xe, nào đồng hồ phiên bản giới hạn, nào là bất động sản trên thế giới nhiều, nào là di chúc của ông chồng để lại, là khu vườn sầu riêng gì đủ thứ rất là nhiều. Và tôi nhắc đi nhắc lại đến gì? Chứng minh đi là không có bịa đặt. Còn chứng cứ đầy đủ mà, đúng chứ? Rồi vu khống vu vạ rất nhiều điều cho những cái người mà tớ giúp cho con nhà số 5 đó. Thì do đó những cái phương thức thủ đoạn đó, và đặc biệt là những người cũ làm đồng nghiệp cũ, rất là nhiều khía cạnh nghề nghiệp khác nhau. Hốt chị Đại này, nó có một cái lịch sử vô cùng tối, có vấn đề như vậy. Bây giờ một cái người lịch sử profile vô cùng bất minh như vậy mà vào nhà số 5, mà từng bước lên không gian mạng, gây hấn người này, gây hấn người kia, bịa đặt người nọ, để cho những người thực sự có khả năng rời xa hết con số 5 đó. Mọi người đều thấy mà, đúng chưa? Thì rất là có nguy cơ. Cho nên bây giờ chỉ có việc là cầu cứu của anh hai, âm thầm mà cầu cứu cái đã. Chứ còn hé răng một cái mà chưa phù hợp là chị Đại là nha cho hết xương luôn đó. Nhưng tôi nói thật lòng đó, không phải là không thật lòng đâu. Tôi nói thật lòng đó. Để gì? Tránh đôi khi cái căn nhà đó giờ nó vay tín dụng đen cũng không biết luôn. Thậm chí là ký vào những cái văn bản là văn bản nó không hề biết luôn. Chứ đừng có nghĩ là có một số anh chị á, dở, nghĩ là mình ganh tị này kia. Tôi nói thẳng, ganh tị gì? Một đứa nhan sắc không có, tài năng không có, trí tuệ không có. Cho nên đừng có nghĩ là ganh tị gì với con số 5 hay này nọ không. Mình nhìn ra những cái điểm rất là bất thường. Mà cái bất thường đó thực ra mình chính là nạn nhân này. Mình bị lừa. Và những cái người vào giúp mà cho đang tiếp cận để lấy cái này lấy cái nọ, bị đặt đánh tráo khái niệm khủng khiếp như vậy. Thì mỗi con người mà có cái đạo đức như vậy, đánh tráo khái niệm như vậy, thì cái bản chất con người đó như thế nào? Ê, nói nghe là bé Trang nói á, là Hồng Loan á, coi như là tài năng không có, sắc đẹp không có, trình độ không có rồi đúng không? Vậy xin hỏi á, bé Trang á, có tài năng gì? Bé Trang có tài năng gì? Tài năng của bé Trang là vô khách sạn live stream hả? Hay cái gì má? Hả? Má kêu người ta là không có tài năng, không có sắc đẹp đồ. Má có nhìn lại cái bản mặt của má không? Má đẹp dữ chưa? Má đẹp dữ chưa mà má chê người ta vậy má? Hả má? Trời ơi là trời, thôi bớt đi mẹ ơi. Mẹ kêu là à, bây giờ những người mà có khả năng giúp đồ này nọ, có hiểu biết, có trình độ rồi, gời đi hết rồi. Má ơi, má tài năng dữ quá he, má có thể làm được dữ quá he. Trong suốt một năm nay nè, má làm được cái quần què gì mà má kêu là má có à, có những người có thể giúp được đồ này nọ đồ. Có giúp được cái gì không? Mà lên mà quá trời quá đất vậy hả bé Trang? Bé Trang ơi, bé nói là hả bé hả là đẹp đồ hả, mình đẹp đi rồi mình hả đi chê người ta à, tôi không có ganh tị nha à, ganh tị làm gì, một con không có tài năng, không có sắc đẹp, không có trình độ, vậy má có trình độ dữ chưa, má có nhan sắc dữ chưa, má có tài năng dữ chưa, người ta dù sao người ta cũng biết ca biết hát má ơi, người ta cũng có người mời show, còn má đó có ai mời không, má có trình độ dữ chưa, má lên trên đó má có địa vị gì không, má có được làm ông này bà nọ không, mà má lên má kêu là má hả có thể giúp được đồ, có địa vị gì má, chỉ là một cái con YouTuber đi lên trên mạng kiếm tiền kiếm cơm dựa trên cái tên của Hồng Loan thôi gái ơi, gái có làm được cái gì đâu mà gái quá trời quá đất vậy hả gái Trang hả? Trời ơi là trời má ơi, bữa nay đi lơ tao nói cái bản mặt của má thì nó nhìn nó ơi là hỏi luôn á, mà mình tưởng đâu mình đẹp hả? Mình tưởng mình đẹp hả má, nó nghe là nhà ví dụ như không có kiến á, đi ra ngoài cái bờ ao á, bờ sông á, rồi xong rồi mình soi cái mặt mình xuống đó để mình coi thử mình đẹp dữ chưa, để coi mình đẹp dữ chưa, chứ tôi thấy nha, tôi thấy mặt của Hồng Loan á dễ thương á, rất là dễ thương, trang điểm lên một cái là đẹp liền luôn, còn mặt của bà nó trang điểm lên trời, tôi nói thiệt chứ thợ mà make up bà chắc nó cũng mệt lắm, biết sao không, cái mặt của bà mà để mà đi 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 trang điểm chắc cũng hơi khó đó, hơi khó đó nha. Cái mặt của mình đã đẹp chưa à, tôi cao gáo nè, còn Hồng Loan là lùn đồ, tôi trắng nè, còn Hồng Loan đen đồ,
Trời ơi là trời, má ơi, còn bị đặt chê người này người kia là ngấn mở đồ này nọ đồ. Ê, nó nghe là người ta ngấn mở mà người ta đầy đặn, người ta đẹp gái ơi. Chứ ai như mình nó hả, nhìn nó khô héo như vậy rồi sao? Rồi sao mà quyến rũ được, rồi sao mà đàn ông ta thích được hả gái? Cho nên là trời ơi, ví dụ như mà Hồng Loan á, có lùn á, có không có trắng bằng bà đi, chị Ni á, có rạng da rạng ơ gì đi chăng nữa đó, thì nói chung là đàn ông ta cũng thích. Thêm nữa là Hồng Loan với chị Ni á, có thể không có đẹp bằng bé, nhưng mà người ta không có mắc công người ta ghen, người ta không có mắc công người ta ghen, người ta được chồng người ta thương, khỏi có ghen tuông dĩ trơn chó mệt má ơi. Chứ mình đẹp quá mà mình đẹp quá mà mình ấy á, mình ấy vậy cũng kỳ đúng không biết Trang? Rồi má 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 tài năng dữ chưa, má tài năng dữ chưa, má kể ra má tài năng gì nè, má tài năng gì má kể cho mọi người nghe nè. Bây giờ là bé Trang nói là bé Trang nói chê chê Hồng Loan là không có tài năng đúng không? Vậy tài năng của bé Trang là gì nè, kỹ năng của bé Trang là gì nè, skill của bé Trang là gì nè, bé Trang nói ra đi, bé Trang kể ra đi, chứ bây giờ nhìn là chưa thấy tài năng. Chưa thấy tài năng chỉ lên nói mà nói xàm nói xí thì lên mà ngồi phân tích ra rã mà tôi chẳng thấy được một cái gì mà nó hay ho hết trơn. Ha, ngoài cái chuyện mà lên mà phân tích mà lên mà nói hả, trời ơi nói như đúng rồi như vậy, làm như thể mình là luật sư, làm như thể là mình là cơ quan chức năng như vậy, mà nói khùng như vậy đó, mà suốt cả năm nay như vậy có làm được trò trống gì không, mà mình tưởng đâu mình hay hả? Rồi mình tài năng dữ chưa nè, mình tài năng dữ chưa nè, mình tài năng gì mình kể nghe coi nè. Bé Trang ơi, bé Trang tài năng sao nè hả? Bé Trang tài năng sao, hay là cái tài năng của bé Trang là tài năng livestream hả? Tài năng livestream vô khách sạn livestream hay gì mẹ, đó là tài năng của mẹ đó hả? Hay sao mà chê ba người ta quá vậy má? Nói nghe này, trước khi mà chê ba người ta thì mình phải đẹp đi đã, chứ mình không có được đẹp đó mà mình chê người ta là kỳ lắm nha. Tại vì mình phải đẹp mình mới đi chê người ta được, mình phải tài năng mình mới đi chê người ta, còn mình như vậy mà mình đi chê người ta là người ta cười cho đó. Gái ơi chịu khó đọc comment đi gái, gái ơi chịu khó đọc comment, với lại nó nghe nè, bớt bận áo hở vai lọt vai đi gái ơi. Trời ơi, muốn bận áo hở vai lọt vai là phải như vậy nè gái, phải trắng nó phải đầy đặn như vậy nè, người ta mới bận hở vai lọt vai, nó mới quyến rũ gái ơi. Chứ bây giờ trời ơi chứ sao mà mình bận áo hở vai lọt vai mà mình không có được ok la đó, nhìn nó kỳ lắm nha gái. Người gái nói cái mặt của Hồng Loan giống như mặt lưỡi cày, trời ơi mặt Hồng Loan nào mặt lưỡi cày má, mà Hồng Loan vậy là vừa như vậy là nó rất là hài hòa, quan trọng là nó rất là hài hòa với cái gương mặt như vậy đó, không có lưỡi cày. Có biết lưỡi cày là gì không? Trời ơi, người ta mặc lưỡi cày thì coi cái mặt của má là mặc lưỡi gì vậy mẹ? Lưỡi gì mà nói người ta mặc lưỡi cày đâu vậy trời? Mặc lưỡi cày là nó dài lắm ơi, nó dài mà nó ốm mà nó hốp mà nó cong nữa đó. Rồi mình liên tưởng tới ai, mình liên tưởng tới ai mà mình lên mình nói này nói nọ đờ, nói chị Ni với Lộc Dừng Cây đờ, nói chị Lộc Dừng Cây thì cái tai như là cái chân gà trong tảo rồi thôi. Sao mình chị ha hay chê quá vậy, hay chê mà phải chi mình đẹp đó thì mình chê. Ví dụ như mình đẹp như Chí Cảnh đi, mình trắng như Chí Cảnh đi, mình quyến rũ như Chí Cảnh đi thì mình chê. Còn bây giờ cái mặt của mình như vậy đó, có ai khen mình đẹp chưa, bước ra đường có ai khen mình đẹp chưa mà mình chê người ta quá trời vậy bé hả bé? Tiếp tục nè, đừng có lo cho Hồng Loan đồ. Trời ơi, ai mượn, bây giờ người ta đâu có thèm nói chuyện tới mình đâu, ngay cả cái chuyện mà mình muốn kết bạn hoặc là mình kêu người ta kết bạn Zalo với mình mà người ta còn không thèm nữa thì mắc mớ gì mà mình quan tâm chi. Ê, có thể là bây giờ dây tín dụng đen đồ, người ta dây kệ người ta có dây người ta tự trả má ơi, người ta không có mượn má trả, người ta không có xin tiền má trả, má đâu có trả giùm cho anh ta đâu mà tự dưng. Có thể là bây giờ là nhà vay tín dụng đen đồ, người ta có dây người ta có thiếu thốn người ta cũng tự trả, người ta tự làm tự trả không có mượn má trả, cho nên má đừng có quan tâm, má đừng có quan tâm cái chuyện của người ta. Trời ơi, người ta làm ăn á, ví dụ như người ta có thiếu học gì người ta dây gì kệ người ta đâu có sao, cái đó là gia đình của người ta, chồng con người ta, anh em ta tự trả, người ta có dây người ta cũng tự trả. Gọi gì mà tự nhiên kêu nhờ cái ông anh hai đó đi ra mà kia sao kê đồ tài khoản đồ coi thử coi có bị này bị kia không, chuyển khoản đồ này nọ đồ, thôi đi má ơi, má làm chuyện bao đồng quá, má làm chuyện bao đồng quá mà không có ai mượn hết trơn á, để rồi người ta không trọng dụng má, rồi má nhảy dựng lên má nói người ta vô ơn, má nói người ta vô ơn với má tại vì nhiều chuyện quá chứ đâu có ai mượn, thấy không? Hôm bữa là nói là vô ơn với mình đồ tại mình tự.
Mình tự nhiều chuyện, tự dân kia đi ra ngân hàng sao cái hết tài khoản đâu, coi có ai đứng to rồi, cái đó chuyện của anh ta, tài khoản của anh ta kệ anh ta má ơi, anh ta không có mượn, ai mượn xen vô trong cái câu chuyện gia đình của người ta vậy hả gái hả, hay là bây giờ hả đi nói chủ đề này chủ đề kia thì không có view, nói nghe là tội nghiệp quá ha, cái kênh thì trời ơi cái kênh thì biết bao nhiêu ngàn người đăng ký luôn á, mà like chỉ một lần gì có bao nhiêu ngàn like vậy má, sao mà ít vậy, tuột view quá rồi hả, nói tới cái vấn đề khác thì không ai thèm coi, còn nói tới cái vấn đề Hồng Loan thì nó mới đỡ đỡ, nhưng mà bây giờ người ta cũng chán ngán rồi, người ta cũng chán ngán với cái giọng điệu của má rồi, cho nên bây giờ ai mà thèm vô coi, ai mà thèm vô coi, cho nên là bây giờ tối ai cứ đu 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 vô người ta cứ ngơ nó ngồi chị đại mã lai được, trời ơi là trời quá đất luôn ha. Trừ khi nào mà mình có tài năng gì đi đã thì mình hãy đi nói người ta, còn tài năng của mình là tài năng gì, lên ngồi trên đó là tài năng hả, mà phải chia lên mà nói những cái gì mà cảm thấy hay, nghe nó hay kinh khủng luôn á thì ok, còn này lên ta nói hả, nói nhảm nói nhí nói quá trời quá đất luôn, như vậy là gọi là tài năng đó hả, hả lên kiếm cơm mà trên YouTube là tài năng đó hả, mà phải chi người ta kiếm cơm mà kiếm đàng hoàng đi quay xe tới quay xe lui rồi mình tài năng chưa, hay là tài năng của mình là tài năng quay xe hả gái, mình là nữ hoàng quay xe hả, quay tới quay lui bao nhiêu chuyến rồi, hồi xưa thầy ông nội rồi này nọ rồi đó gái, nhớ không, nhớ cái vụ mà thầy ông nội rồi này nọ đó hôm nè, trời ơi sao mà cái drama nào cũng quay xe hết vậy mẹ, trời ơi là trời đi lên nói chuyện đây là nịnh chị Phương Lê, nịnh anh Vũ Luân đồ, kêu mấy người kia là hình ảnh đang đẹp đó đừng có sáp vô đồ ấy đồ, có nhớ cái lúc mà drama xảy ra không, kêu tránh xa chị Phương Lê rồi sao tự dưng giờ nịnh quá chị má, vậy cuối cùng ai là người nịnh với mẹ Trời ơi là trời, bớt ngáo đi, bớt quyền lực đi má ơi, bớt ngáo bớt quyền lực đi, rồi kiện tụng tới đâu rồi, bữa hổm kêu kiện kiện đồ dữ lắm mà, trong vòng tuần, trong vòng 3 tuần rồi đi xa, rồi sao giờ vẫn còn ở đây vậy gái, hả gái, thích kiện quá he, thích kiện quá. Đi lên nói quá trời quá đất luôn, hồi trước giờ lấy hình ảnh của chị Ni rồi lấy livestream của người ta ra kiếm cơm ăn đó là sao không nhớ ơn người ta vậy mẹ mà bây giờ nói Hồng Loan vô ơn đồ gì trời hả, trước giờ lấy livestream của chị Ni phát đó kiếm bao nhiêu tiền có bao giờ cho chị Ni được cái gì không, mà sao tự lưng dâng lên rồi bem chị Ni bem Hồng Loan quá trời vậy hả, ngáo quyền lực hả, tưởng đâu là mình Phan Đông hả, tưởng đâu là mình là một nữ hoàng phân tích hả, mình lên mình nói cái là khán giả quay lưng với Hồng Loan liền hả, trời ơi ở đâu ra, ở đâu ra, khi nào mà còn cái miệng của tôi nè, khi nào mà còn cái miệng của Chí Cảnh nè, là không có ai mà quay lưng với Hồng Loan hết trơn á, chỉ có cái tụi ta Tam Sơn nó quay thôi chứ không có khán giả nào quay hết trơn á nha, trừ khi nào mà còn cái miệng của Chí Cảnh TV thì không có ai mà quay với Hồng Loan hết trơn á, khán giả vẫn yêu thương bình thường, bởi vì Chí Cảnh sẽ lên sẽ phản biện lại, sẽ nói lại cho những cái con mà đặt những cái điều vu khống Hồng Loan rồi đó, tôi lên tôi ra rã như vậy đó, khán giả người ta hiểu rõ, người ta hiểu rõ, người ta sẽ hiểu hơn về Hồng Loan là không có ai quay hết trơn á, chỉ có những cái con mà lên mà coi như là nói mà nói không có đúng sự thật về Hồng Loan để cho khán giả hiểu lầm thì người ta mới quay, giống như cái vụ sao kê đó cũng bày đặt lên à, lơ là chuyện sao kê không chịu làm à, khán giả của tôi chắc qua đời hết rồi à, tôi cũng đi drama hết rồi đi lên làm như vậy đó để cho người ta hiểu lầm vô người ta đòi hả à, quay xe rồi thì lúc đó phải có một cái Chí Cảnh này mới la làng lên mới nói là cái chuyện sao kê đó từ từ người ta làm thì lúc đó khán giả anh ta mới hiểu, cho nên là cái tụi Tam Sơn đó, cho nên cái thằng thám tử lùng đó nó mới lên nó phốt phốt đồ này nọ nó ghét đó, tại vì là không có để cho mọi người mà thực hiện được cái điều mọi người muốn, Chí Cảnh là bịt miệng liền, ngăn chặn liền, cho nên là mọi người cảm thấy Chí Cảnh là một cái nguy cơ, một cái mối mà nguy cơ cho mọi người, cho nên phải bêm Chí Cảnh, phải nói Chí Cảnh ba sập ba que là đúng không bé, đúng không bé. Cho nên bây giờ tôi khẳng định lại là ngày nào mà còn Chí Cảnh là không có cái chuyện mà đi mà nói sai sự thật về chị Ni với lại Hồng Loan được hết trơn đó nha. Ngày nào Chí Cảnh còn ở đây là không có nói sai sự thật được, tại vì khi mà nói sai là tôi sẽ nhảy lên, tôi sẽ giải thích cho mọi người.
tôi sẽ giải thích cho mọi người hiểu rõ vấn đề, đúng không? Tại vì Chí Cảnh hiện tại đang là một trong những kênh YouTube đang nhận được rất là nhiều sự yêu thương cũng như là view đợt của Chí Cảnh rất là cao, đúng không mọi người? Thì bây giờ là cái tụi nó làm sao mà có thể mà làm sai sự thật được, đúng không? Cho nên là tụi nó chỉ cần nói ra một cái là Chí Cảnh nhảy lên, Chí Cảnh giải thích một cái là người ta hiểu liền, rồi người ta sẽ yêu thương Hồng Loan bình thường, không sao hết trơn á. Chỉ có những cái con mà fan mà u mê quá thì thật sự mà nói là hết khả năng rồi nha. Cho nên quay trở lại nè má ơi, nói nghe nè, mình á, cái mặt của mình á, mình về mình gán, mình chịu khó, mình nhìn lại đi, mình đi mua gương đồ này nọ, mình gắn đầy nhà luôn đi, để lúc live stream cái xong rồi mình chê người ta, cái mình nhìn lên mặt của mình, cái ví dụ như mình thấy mặt của mình thấy ghê quá, mình cũng bớt chê nữa, chứ bây giờ lâu quá rồi không có soi rương hả? Trời ơi, còn không đi vô khách sạn đó má, trong khách sạn đó cũng có gương, trong nhà vệ sinh đó mẹ, đi vô trong đó coi, soi đi bà ơi. Bà tài năng quá ha, tài năng của bà là gì vậy mẹ? Tài năng của bà là gì vậy hả? Mà bà chê người ta là không có tài năng, không có nhan sắc, không có trình độ. Vậy bà có tài năng dữ chưa? Tài năng của bà là tài năng gì nè? Nói nghe coi nè. Rồi trình độ của bà là trình độ gì nè? Chứ không lo, người ta cũng biết ca, biết hát mẹ ơi. Người ta biết ca, biết hát đồ này nọ, người ta cũng biết làm ăn, người ta cũng biết kinh doanh, biết buôn bán, đồ người ta mở hết cái này tới cái kia. Chứ không phải giống như mình. Mình chỉ lên đó mình ngồi mình live stream mỗi ngày mình kiếm cơm như vậy đó mà tài năng cái gì trời, ai là không được, tôi làm cũng được nè má. Đừng có nói là trời ơi những người mà có khả năng giúp Thầm Loan là rời đi hết rồi, rời đi hết rồi, ai kể cái tên ra cho coi nghe nè, kể cái tên ra, ai ai mà có kiểu có thể giúp mà có điều kiện có địa vị đâu này nọ rồi đó, đó đâu ai đâu nè, ai thám tử tốt làm hả, hay là con mụ mà mặt trời lặn nè, hay là má nào nè, hay là bà bảy màu nè, hay là con tắm da lóc rồi nè đó. Trời ơi tôi kể ra một cái, trời ơi là trời, đúng là tôi kể ra một cái là nghe nguyên một bên luôn vậy. Hay là con thủy lé hả, hay là con nào bây giờ là những con nào mà bà kêu là những người mà có khả năng, có trình độ, có địa vị rồi lần lượt ra đi hết rồi là ai đâu nè, ai kể ra nghe coi nè. Chứ bây giờ mình nói như vậy làm như thể là trời ơi mọi người là sắp quay lưng với Hồng Loan hết rồi, tôi thấy đâu có ai quay lưng gì đâu. Cụ thể là từ lúc mà mấy má lên bên ta tới giờ đó, bây giờ người ta mở hàng, ủa lộn, ta khai trương một cái là khán giả vẫn ủng hộ quá trời luôn, không có hàng để bán luôn đó. Thì có ai quay lưng quay ơ gì đâu. Còn những cái con người nào mà thích quay lưng thì sớm muộn gì cũng quay lưng mà thôi. Còn những người nào mà người ta yêu thương, người ta chân thành thì người ta sẽ hoài như vậy. Chứ bây giờ là đừng có đổ lỗi là tại vì thế này, tại vì thế kia, tại vì bản thân của mình thích quay xe. Mình là có một cái bệnh là bệnh quay xe, mình cứ tái tới tái lui như vậy. Cho nên là trời ơi, là trời má, trừ khi mà má đẹp như con đi, má trắng mà má như quyến rũ như con đó, thì má lên má chê người này nghe người kia. Còn bản thân của mình thì cái mặt của mình có bao giờ ai khen mình là đẹp gái đẹp ơ gì chưa, trời, có ai nhìn vô nói trời ơi sao nhìn chị hấp dẫn quá, nhìn chị quyến rũ quá đâu chưa, có ai hỏi vậy chưa, có ai khen vậy chưa. Chứ thấy là trời ơi, nói thiệt chứ, tôi nói thiệt nha, không biết là cái nguyên tắc mà chọn chọn trai á của những người phụ nữ như thế nào, chứ đối với bản thân của tôi á, đối với bản thân của tôi á thì sẽ thứ nhất là sẽ không bao giờ chọn những người đã và đang có gia đình. Nói chung là đã có gia đình nhưng mà quan trọng là phải có một cái sự gì đó mà nó rõ ràng, nó kết thúc rõ ràng. Còn không nữa là đang có là không có được. Đang có là tôi không có chịu, tôi không có chấp nhận cái chuyện mà làm người thứ ba đồ này nọ, là tôi không có chấp nhận, nghe chưa. Cái gu của tôi là vậy đó, không biết má thì như thế nào, còn bản thân tôi là như vậy đó. Bản thân tôi là như vậy đó, sẽ không bao giờ chấp nhận mà kiểu cái ru mà chọn trai á, cái ru chọn trai là sẽ không thể nào mà người thứ ba là mình không bao giờ mình làm đó. Mình là như vậy đó, mình không bao giờ mình làm người thứ ba. Cái tiếp theo nữa đó là không có ghen. Tôi không bao giờ mà ghen với trai đồ, người trai đồ này nọ, tôi không có ghen, là biến ghen lắm má ơi, tự nhiên người ghen đồ chi vậy trời. Tôi là phải để cho trai nó ren tôi là kiểu mà trai nó phải giữ gìn tôi, nó phải đeo đuổi tôi, nó phải sợ hãi tôi bỏ nó đồ này nọ đồ đó, hiểu chưa. Chứ mình tự với người mình đi ghen đồ, mình sợ anh ta bỏ mình là mình đang bị thiếu tự tin đó, mình đang bị tự ti đó ha. Tự ti có ngày thành tự kỷ đó nha gái. Cho nên là thật sự mà nói thì đối với bản thân của tôi, trong cái gu mà chọn trai của tôi á,
là thứ nhất là không bao giờ mà có cái chuyện ghen tuông gì đây hết trơn á. Nó muốn đi thì cho nó đi, nó muốn tơ tưởng tới con khác là tiễn dông liền, không bao giờ giữ một người không yêu mình nha. Và đặc biệt đối với những người mà phụ nữ mà không có được đẹp đó, không có được mà quyến rũ đó, thì mình phải làm cho mình đẹp lên, mình quyến rũ lên, mình phải cố lên, mình cố lên, mình làm đẹp cho bản thân mình. Trời ơi là trời, thời buổi này là ghen tuông đồng chi vậy hả? Đó cho nên nó làm mà đối với tôi nha, trời ơi là tôi là không có kiểu mà không có gìn giữ gì ai hết trơn, làm biếng lắm má ơi. Mình cứ lo làm bản thân mình đẹp đi đã, tối ngày đó không có lên mà xỉa xấu người ta, chê bai người ta, chê bai rồi nhiều khi đó, hả, nghiệp đó, nghiệp tụ dành môi đó, rồi nó vận vô cái người mình đó. Trời ơi, mình càng chê người khác chứng tỏ rằng mình càng thua người ta, mình càng ganh tị, mình nói này nói nọ người ta là chứng tỏ mình tệ hơn người ta đó. Cho nên là bớt sân si đi trời, bớt nghiệp tụ dành môi đi bé ơi, là bé nha. Cái ru của tôi là như vậy đó, còn không biết là gu của mấy má làm sao thì tôi không biết. Với lại tiếp theo có một cái điều cuối cùng là mình tài năng gì, tài năng của mình là tài năng gì nè, tài năng là vô khách sạn live stream hay sao, nói đi nè, mà chê người ta nói người ta không có tài năng nè, gái nha, nhớ trả lời nha gái nha.